Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với quý vị các bạn sản phẩm đầu thẻ nhớ chim đánh bảy chim và bán hàng rong. Hôm nay em giới thiệu với quý vị và các bạn các sản phẩm mà bên em làm bán trên thị trường rất là chậm. Nếu các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ đến số điện thoại của em là 0976 149 112. Hôm nay em giới thiệu 3 cái loại sản phẩm của em. Hiện tại bây giờ em sẽ sản xuất 3 loại sản phẩm. Loại thứ nhất là loại đánh bảy chim cắm thẻ bên ngoài, cắm thẻ hoặc USB bên ngoài mặt quang đây các bác, hai đường tiếng nhé, tức là bình ắc quy vào và hai đường loa ra nhé. Đây là loại thứ nhất mà chuyên dụng đánh bảy chim. Loại thứ hai là loại cắm thẻ bên trong các bác này, cái này là cắm thẻ bên trong nhé, siêu bền. Cái này cắm thẻ bên trong thì siêu bền vì thẻ nằm bên trong, rất là bảo quản được thẻ nhớ hoặc USB. Các bác chỉ cần mở cái nắp bên hông là sẽ thấy thẻ nhớ và USB, thẻ cắm thẻ nhớ và USB đấy. Và loại cuối cùng là loại rẻ mỏng, cái này chuyên dụng để bán hàng rong. Bên em có làm sản xuất là đầu âm ly cắm bảy chim chuyên dụng để cắm bên ngoài và thẻ cắm bên trong, và một loại ly chim bán chuyên dụng bán hàng rong. Nếu các bác nào có nhu cầu bán hàng rong mua cái loại bên trong hay bên ngoài, cái này cũng ok, vì cần một cái đầu cắm thẻ bên ngoài như thế này là ok rồi. Rất là bền nhé. Tạm thời hôm nay em sẽ giới thiệu chỉ về cái đầu phát bên ngoài, và em thử test một cái đầu phát thẻ bên ngoài chuyên dụng đi bảy chim đêm. Bình ắc quy vào 12V, ra hai loa nén 15. Đấy. Công tắc inox các bác nhá, bên em có sử dụng công tắc, trước đây là bên em có sử dụng bằng công tắc nhựa, nhưng quá trình công tắc nhựa này các bác đi đánh đêm chim đêm mưa gió có thể là ảnh hưởng về cái công tắc này, có thể là lâu là nó không tiếp. Nhưng bây giờ bên em sẽ phục vụ chuyển sang công tắc bật tắt mở bằng inox, cái này là ok, các bác có để hàng năm bật nó vẫn chạy tốt nhá, không giống như công tắc nhựa các bác nhá. Tắc nhựa là chuyên dùng thì bền, nhưng mà để lâu là nó bị ham các bác nhá. Mặt ở trước này có cổng cắm USB, cổng thẻ nhớ và mặt quắc, có nút chống nút vôn nha, chống kép các bác chỉ âm lượng cho nó chuẩn nha. Từ sau cắm bình ắc quy 12V là rắc đơn nha, và rắc kép hai loa phóng 15. Hộp vuông đông giảm nhiệt rất bền chắc chắn. Nếu bác nào có nhu cầu mua đầu âm ly phát thẻ nhớ USB và mua loa nén 15W Việt Nam chất lượng cao nhé các bác nhá, rất chuẩn nhá, loa vuông đoàng hoàng như thế nhá. Đấy, nếu có bác nào có nhu cầu mua đầu âm ly và loa, hãy liên hệ đến số điện thoại của em là 0976 149 112. Em sẽ ship hàng cho các bác trên toàn quốc. Nếu các bác ở miền Bắc thì hàng khoảng tầm 3-4 ngày, nếu các bác ở miền Nam khoảng 4-5 ngày đấy. Bây giờ em sẽ ship thử một cái âm ly mà do bên em sản xuất với một loa nén này. Thực ra là cái này nó có thể chạy được hai loa là rất là ok. Bây giờ em sẽ test thử một cái âm ly này với một cái loa nén này cho các bác nghe nhé. Loa này bác nhìn loa nhá, bên em có phục vụ
bán rất nhiều các loại lo nén. Lo là lo 15 nhá. Đó, cái sản phẩm lo nén 15. Hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Sản xuất tại công ty điện tử Hoàng Yến nha. Đấy các bác ạ. Đấy 171 Đề Tổ, Đế Tổ Hoàng, Hà Nội các bác nha. Đấy rất là cao. Các bác nhìn lo này, chắc chắn này. Giá quý các bác nhá. Bây giờ em sẽ đấu nhá. Bây giờ cái máy này là em sản xuất chưa đánh dấu âm dương. Khi nào các bác nào mà có nhu cầu mua hoặc bên em có thể gửi là em đánh dấu và dán tem. Và đặc biệt các bác nhá, cái loại này á là cũng có remote nhá. Có là từ từ xa các bác nhá. Đây cái remote đây. Đấy, có remote nhá. Riêng cái loại mà cắm thỉa bên ngoài, cắm USB là có đầm mốt các bác nhé. Bây giờ trước khi các bác đấu, các bác nên đấu loa trước nhé. Em sẽ đấu loa các bác trước nhé. Đấy, đây là hai loa. Nên bây giờ em chỉ đấu tạm một loa các bác nhé, test thử các bác một loa. Và bình ắc quy nhá, cái đầu của em chạy 12V, có thể chạy bình ắc quy 12V xe máy hoặc xe đạp điện, hoặc có thể bình kích hoặc bình ô tô, miễn cứ 12V là chạy tốt các bác nhé. Khi nào mà các bác mua hoặc là em gửi là em đánh dấu âm dương các bác nhé. Bây giờ tạm thời em phải đấu bác chép thử cái bác kia nhá. Ừ, mẹ quy rồi. Đấy. Đấu là hoàn chỉnh cái này bác này. Đấy. Dương mẹ quy này, âm mẹ quy này. Và bây giờ em phải lấy một cái thẻ nhớ nhá. Em phải chép thử tính chim vào nhá. Nếu bác nào có nhu cầu hãy liên hệ số điện thoại của em sẽ ship hàng cho các bác trên toàn quốc. Đây là thẻ nhớ nhá. Đầu này có thể chạy được thẻ nhớ lên đến 36GB đó nhá, hoặc là USB lên đến 36GB. Đây em cắm thẻ nhớ vào nhá, giảm âm lượng đi này. Bây giờ em bật nhá, đây là có điện này bác ạ. Đây em bật các bác nhá. Đây là vôn nha, vôn to nhỏ các bác nha, chống nha, chết nha, các bác chỉnh sao cho em nha. Đây là cái tín bài các bác nha. Đấy, tín bài các bác. Đây là lùi bài nha. À, tạm dừng nha. Đây là lùi bài các bác nè. Bài này. Đây là cái đồ mốt nha. Mỗi các bác mua đầu nha, mỗi cái đầu kèm thêm một cái đồ mốt nha bác nha. Mỗi đầu kèm thêm một cái đồ mốt là cái điều khiển từ xa ấy. Đây em sẽ chọn bài số 1 này, bác nhìn nhá. Đây em chọn số 3 nhá. Em sẽ ship hàng cho các bác trên toàn quốc. Đấy các bác nhìn nha. Đấy.
rất chuẩn các bác ạ. Nếu bác nào có nhu cầu mua hải điện gọi điện thoại của em là 0976 149 112, em sẽ chiết hàng cho bác trên toàn quốc. Vậy video của em đến đây là tạm dừng, video sau em sẽ làm tiếp theo cho các bác nhé. Chào tạm biệt các bác. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một đầu sản phẩm đi bánh phở chim, bánh phở chim đêm. Hiện nay tôi bán cái đầu bánh phở chim, chế cái đầu bánh phở chim đêm rất là chắc chắn, bền. Trước đây tôi chỉ bán cái hàng này, gọi là hàng cắm thỉa trong. Nhưng bây giờ tôi sẽ bán cho anh em làm tất cả những cái đầu mới bây giờ là thỉa cắm ngoài. Anh em có thể cắm bên ngoài đây. Đây là cổng cắm. Đây là hai cổng, một cổng cắm thỉa nhớ và một cổng cắm USB. Anh em có thể cắm bên ngoài đây. Khi anh em mua đầu của em về, em có thể cắm ngay ở trước mặt đây. Nhưng trước đây tôi bán cái đầu này là cắm thỉa bên hông, có nghĩa là cắm thỉa bên trong. Anh em phải bẩy cái nắp, anh em phải dùng tôi biết, anh em bẩy cái nắp bên đây rồi thì mới cắm thỉa được. Thỉa nằm bên trong này, thỉa nằm bên trong. Nhiều khi cái này nó bất tiện. Bán hết rồi, bán hết rồi. Bây giờ anh em mua cái đầu này, cái đầu mới này này, chúng tôi chức năng là cắm thỉa bên ngoài, cắm thỉa bên ngoài cho anh em nhé. Cái này anh có thêm một chức năng nữa là một nguồn vào 12V và hai loa ra. Nhưng mà cái trước của tôi á là chỉ có một loa ra thôi, một vào một ra thôi. Bây giờ là một vào hai ra. Anh em mà mua đầu của em nhớ là trước khi mua đó, anh em bán anh em ấy là em sẽ đánh dấu này, đánh dấu âm dương này, dương mía quy này, âm mía quy này, loa hai loa, ngày trước thì chỉ có một loa thôi, mà bây giờ hai loa. Bây giờ một nguồn vào hai loa ra, đầu ánh bẫy chim rất là thông dụng. Nếu anh em nào có nhu cầu đi đánh bẫy chim, mua đầu của em liên hệ với số điện thoại của em là 0976 149 112, em sẽ chiết hàng toàn quốc. Bây giờ em thử cho anh em nhé, em thử bằng lo phóng. Lo này là lo 15 nhé, cái này anh có thể chạy ở hai cái lo 15 thì em quy nhé. Trước khi anh em cầm cái đầu của em về là anh em đấu loa này, loa này em cắm vào cái loa nhé. Bình nhé, đây là âm mài quy,
ăn quy này. Riêng bàn quy nữa.